Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thông tin ngày mới sáng thứ hai ngày 5 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung chính có trong chương trình thông tin ngày mới hôm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng chứng kiến trao tặng 20 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam. Khánh thành dự án tu bổ di tích chùa Cầu sâu gần 2 năm đại trùng tu. Diễn xướng dân gian văn hóa hội tụ bản sắc văn hóa Việt. Thưa quý vị, sáng qua, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Quảng Nam tổ chức chương trình trao tặng 20 xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh do bà Trần Tố Nga vận động hỗ trợ từ bà con Việt Kiều tại Thụy Sĩ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tham dự và trao xe lăn cho những người không may bị nhiễm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng bày tỏ cảm kích trước tấm lòng của bà con Việt Kiều ở Thụy Sĩ, đặc biệt là cá nhân bà Trần Tố Nga khi đã dành tình cảm và nghĩa cử cao đẹp cho Quảng Nam, góp phần chung tay cùng với tỉnh nhà và cả nước xoa dịu nỗi đau da cam. Theo đồng chí Lê Văn Dũng, phần quà ý nghĩa này là sự động viên lớn lao đối với những người khuyết tật, những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng cũng khẳng định, tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm và dành nhiều chính sách huy động sự vào cuộc của cộng đồng chăm lo cho người khuyết tật, đặc biệt là những người bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Song với nỗi đau về thể xác và tinh thần do chất độc da cam để lại mà những nạn nhân đang hàng ngày đối diện, sự chăm lo này vẫn còn rất bé. Vì vậy, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Quảng Nam cần phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm của mình, tích cực kết nối với các tổ chức, cá nhân, những mạnh thường quân và chính quyền các địa phương, tiếp tục cùng với chính quyền và cộng đồng góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, giúp bà con có cuộc sống bớt đi gánh nặng, tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Cũng trong sáng qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam khai mạc hội thi trình diện áo dài, trang phục dân tộc và dân vũ thể thao năm 2024. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tặng hoa và chúc mừng các đội thi. Đây là năm thứ hai Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức trình diễn áo dài trang phục truyền thống của các dân tộc và là năm đầu tiên tổ chức trình diễn dân vũ thể thao. Hội thi nhằm khơi dậy các tầng lớp hội viên phụ nữ và nhân dân tiếp tục bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Hội thi diễn ra một ngày với 18 đội tham gia các phần thi trình diễn trang phục và dân vũ thể thao. Tại hội thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng trao tặng 200 bộ áo dài cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khai mạc, chương trình đồng diễn dân vũ tại quảng trường 24 tháng 3 với hơn 1.000 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, tạo sự phấn khích, thích thú cho người xem. Thưa quý vị, như tin đã đưa, sau gần 2 năm trùng tu, chùa Cầu di tích được xem là biểu tượng của đô thị cổ Hội An, nay đã sẵn sàng đón khách tham quan trở lại. Những ngày qua, diện mạo mới của công trình hơn 400 năm tuổi này trở thành chủ đề bàn luận xôn xao với không ít ý kiến trái chiều. Song theo các chuyên gia trong và ngoài nước, chùa Cầu đã được trùng tu theo phương pháp khoa học và quan trọng là giữ được hồn cốt và giá trị của di sản. Di tích chùa Cầu đã trải qua 400 năm tồn tại, mặc dù được các thế hệ cư dân Hội An trân trọng gìn giữ cẩn thận, nhưng dưới tác động khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên và thời gian, di tích vẫn không tránh khỏi những hư hại. Từ khi được xây dựng đến cuối thế kỷ thứ 20, chùa Cầu đã được tu bổ ít nhất 7 lần vào các năm 1763, 1817, 1875, 1915, 1962, 1986 và 1996. Dù vậy, do những hạn chế về điều kiện kỹ thuật và nhiều yếu tố khác, nên những lần tu bổ trong các năm gần đây vẫn chưa giải quyết căn bản đối với những nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp của di tích. Với quan điểm và giải pháp tu bổ xuyên suốt dự án là giữ gìn nguyên vẹn của tổng thể hình thức kiến trúc và kết cấu, từng bộ phận cấu kiện, hiện vật nguyên gốc có giá trị lịch sử được trân quý, gìn giữ ở mức tối đa có thể. Sau hơn 19 tháng triển khai thi công tu bổ, cuối tháng 7 năm 2024, công tác tu bổ chùa Cầu đã được hoàn thành một cách bài bản khoa học, vừa giữ gìn được yếu tố nguyên gốc, vừa đảm bảo ổn định được kết cấu lâu dài cho di tích, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và những người yêu mến trân quý công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt này. Sau khi được tu bổ, chùa Cầu sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, mang lại nhiều giá trị văn hóa và kinh tế cho Hội An. Đây cũng là cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh một Hội An năng động, mến khách, giàu truyền thống và luôn hướng tới tương lai. Đặc biệt là dịp để đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn
về quy trình, kỹ thuật, giải pháp tu bổ nhằm phục vụ tham chiếu cho những công trình tu bổ di tích quan trọng sắp tới của tỉnh Quảng Nam. Với sự chuẩn bị dự án kỹ lưỡng và đầy trách nhiệm, ngày 28 tháng 12 năm 2022, chùa cầu được khởi công tu bổ trong niềm tin và sự quyết tâm của đội ngũ những người tham gia thực hiện. Trong sự bồi hồi và mong chờ của những người yêu mến di sản văn hóa Hội An, rằng chùa cầu sẽ được tu bổ một cách tốt nhất nhằm gìn giữ nguyên vẹn các giá trị của di tích. Ngay từ đầu, dự án đã được xây dựng một bản kế hoạch tiến bộ tổng thể hết sức chi tiết theo từng giai đoạn, thành lập các tổ dự án, tổ nghiên cứu và truyền thông, thực hiện thường xuyên nhiều công việc như khảo sát, sưu tầm, tổng hợp các tài liệu liên quan, lấy ý kiến từ cộng đồng cư dân, thực hiện các chuyên đề nghiên cứu về các nội dung liên quan đến lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật của di tích. Bên cạnh đó, các hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng di tích bằng đa dạng các hình thức, ứng dụng công nghệ, tạo cơ sở dữ liệu khoa học để đưa ra các giải pháp, hình thức tu bổ phù hợp, đảm bảo theo nguyên tắc tu bổ đối với từng hạng mục, kết cấu của công trình di tích chùa cầu. Công tác tuyên truyền cũng được thực hiện công khai trên các kênh thông tin đại chúng, tổ chức trưng cầu ý kiến và thông tin đến các cơ quan quản lý chuyên môn về di sản văn hóa trong nước và quốc tế. Năm 1988, tôi đã lần đầu tiên đến thăm chùa cầu tại Hội An và lúc đấy tôi đã rất là xúc động. Hôm nay được chứng kiến dự án tu bổ di tích chùa cầu thành công, tôi rất là xúc động và cảm động, cũng như rất là vinh dự được tham dự lễ khánh thành ngày hôm nay. Hãy đánh lên tiếng chuông vì hòa bình và phồn thịnh của Việt Nam. Ngoài việc hoàn thành một cách bài bản, khoa học, vừa giữ gìn được yếu tố nguyên gốc, vừa đảm bảo ổn định được kết cấu lâu dài cho di tích, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và những người yêu mến, trân trọng công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt này. Trong suốt quá trình thực hiện tu bổ di tích, công trình vẫn phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tham quan của nhân dân và du khách với gần 1 triệu lượt du khách tham quan. Có thể nói, chùa cầu sau khi tu bổ được bảo tồn tối đa các giá trị nguyên gốc. Di tích chùa cầu đã khắc phục gần như triệt để các khuyết điểm, gia cường chắc chắn đảm bảo sự ổn định bền vững để tiếp tục trường tồn cùng với di sản văn hóa Hội An. Bên cạnh bảo tồn và gìn giữ các giá trị di tích, dự án cũng đã thực hiện đồng bộ đầu tư nâng cấp hạ tầng cảnh quan, môi trường xung quanh, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn và phục vụ phát huy hiệu quả lâu dài giá trị di tích. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải quan tâm giải quyết đề xuất thực hiện dự án nạo vét tuyến luồng hàng hải Kỳ Hà, huyện Núi Thành, đạt độ sâu âm 9,3 mét hải đồ. Trong công văn 5505, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tuyến luồng hàng hải Kỳ Hà có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia qua cảng Chu Lai. Tuy nhiên, sau thời gian dài dừng thi công từ tháng 6 2022, nhiều vị trí tuyến luồng đã bị bồi lấp nghiêm trọng nên không đảm bảo độ sâu cho tàu có tải trọng lớn vận chuyển ra vào bến cảng Chu Lai, dẫn đến cảng Chu Lai không thể tiếp nhận và khai thác các tàu biển theo đúng thiết kế, buộc hàng hóa vận chuyển bằng tàu lớn phải di chuyển qua các cảng biển của địa phương khác, gây lãng phí kết cấu hạ tầng cảng đã đầu tư và tăng chi phí logistics, ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam. Từ thực tế, Thaco đã đề xuất nhu cầu thực hiện nạo vét tuyến luồng Kỳ Hà đến độ sâu âm 9,3 mét hải đồ, theo đúng biểu mẫu quy định tại Phụ lục 3, Nghị định số 57/2024 của Chính phủ, đảm bảo phù hợp theo trình tự, thủ tục pháp lý, làm cơ sở triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét chấp thuận giao Thaco thực hiện dự án nạo vét luồng hàng hải Kỳ Hà đến độ sâu âm 9,3 mét hải đồ theo đúng trình tự thủ tục pháp lý, nhằm sớm đưa tuyến luồng hàng hải Kỳ Hà vào khai thác, vận hành, kịp thời giải quyết yêu cầu cấp bách về logistics, nhu cầu lưu thông hàng hóa lớn trên tuyến luồng, đảm bảo năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hải, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tỉnh Quảng Nam hiện có nhiều vùng chuyên canh của hợp tác xã kiểu mới, thực hiện theo chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Việc liên kết góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, từng bước giúp nông dân tăng mức thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác. Trong bối cảnh khó khăn chung, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng ở Quảng Nam đã và đang nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nỗ lực tìm thị trường cho sản phẩm Made in Quảng Nam. Những sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao những năm trước tiêu thụ khá mạnh, làm ra đến đâu bán hết đến đấy. Song kể từ khi đại dịch COVID-19 đến nay, sản lượng tiêu thụ tuột giảm mạnh, kéo theo đó doanh thu cũng lao dốc. Một nguyên nhân là do công tác xúc tiến thị trường còn yếu.
Trên thực tế, năng lực tiếp cận thị trường còn hạn chế là một trong những lý do khiến nhiều doanh nghiệp rụt rè đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Để giúp các cơ sở sản xuất hợp tác xã, đồng thời thúc đẩy lưu thông, cung ứng hàng hóa Made in Quảng Nam ra thị trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất đẩy mạnh sản xuất, chế biến, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua việc trực tiếp tham gia các hội chợ thương mại, chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại ở nhiều địa phương cả trong lẫn ngoài nước. Tại quảng trường 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ, câu lạc bộ từ thiện Give of Love Trung học phổ thông Trần Cao Vân phối hợp với đoàn phường An Mỹ vừa tổ chức chương trình đêm nhạc gây quỹ Sintusa 2024 lần thứ tư. Chương trình đêm nhạc gây quỹ Sintusa là một trong những hoạt động gây quỹ thường niên của câu lạc bộ. Đêm nhạc gây quỹ Sintusa đã tổ chức thành công 3 mùa liên tiếp và cũng là sân chơi thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc cho các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Với số tiền gây quỹ được 50% sẽ dành tặng cho học bổng tại trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân và 50% còn lại sẽ trao cho trẻ em khó khăn ở phường An Mỹ. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng quỹ học bổng trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân với số tiền 10 triệu đồng và 23 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Mỹ, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều qua, ban tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ tranh cúp BIDV 2024 đã tổ chức bế mạc và trao giải cho các đội bóng và cá nhân có thành tích cao tại giải. Trận chung kết là cuộc so tài giữa trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn và trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Hai đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn, kịch tính cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Kết quả, đội trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó giành chức vô địch. Đội trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu giành giải nhì, đồng giải ba là đội BIDV Quảng Nam và trường Trung học phổ thông Trần Văn Dư. Ban tổ chức cũng trao giải cá nhân xuất sắc cho vận động viên Lê Thị Lệ Thủy, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Thông qua giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trường học trên địa bàn, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác phát triển giữa BIDV Quảng Nam và các đơn vị. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, tối ngày 3 tháng 8, tại đảo Hòn Tre trên vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chương trình bế mạc lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 đã diễn ra đầy ấn tượng. Với những màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái, hai đội Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã tái hiện hình ảnh những kỳ quan của thế giới cổ đại và Việt Nam và những hình ảnh đặc trưng của vùng đất Nha Trang, Khánh Hòa. Kết quả ngôi vô địch thuộc về đội UAE. Ba hạng mục giải thưởng khác gồm kỹ thuật trình diễn xuất sắc nhất thuộc về đội Hàn Quốc, hạng mục giải hình ảnh xuất sắc nhất thuộc về đội Pháp và hạng mục giải câu chuyện xuất sắc nhất thuộc về đội Trung Quốc. Trong đó, màn trình diễn của đội UAE với những chiếc drone siêu nhẹ, siêu sáng, kết hợp hỏa thuật độc đáo, cùng sự đầu tư công phu đã thể hiện rõ nét về du lịch, văn hóa, lịch sử của Việt Nam nói chung, như hình ảnh rồng, chim lạc, hoa sen, một số hình ảnh về vùng đất Nha Trang, Khánh Hòa. Điểm đến du lịch này năng động, sáng tạo và thân thiện cũng được tái hiện một cách trọn vẹn trên bầu trời. Thưa quý vị, khảo sát về giá vé máy bay của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong giai đoạn cuối hè năm nay, giá vé máy bay nhiều chặng tới các điểm du lịch đã có dấu hiệu hạ nhiệt và còn rất nhiều vé bay. Cụ thể, giai đoạn đầu tháng 8, mức giá vé bình quân trên các đường bay nội địa có lưu lượng lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Cam Ranh, Nha Trang và Hà Nội, Phú Quốc. Hạng ghế phổ thông được các hãng hàng không Việt Nam cung ứng dao động trong khoảng từ 35-65% mức tối đa theo quy định. Về tổng thể giá vé trong tương quan với thời gian khởi hành chuyến bay trong ngày, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho rằng với khung giờ 3 ngày, đặc biệt từ 9 giờ đến 12 giờ hàng ngày, giá vé bình quân được các hãng bay công bố sẽ cao hơn so với các khung giờ còn lại, sáng sớm hoặc chiều tối. Thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với nền văn hóa mang đậm dấu ấn bản sắc của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền. Do vậy, hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc năm 2024 là nơi hội tụ bản sắc văn hóa các dân tộc và còn là dịp để các dân tộc giao lưu, từ đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Những ngày này, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi liên tục diễn ra chương trình trình diễn dân ca, dân vũ và trang phục dân tộc và trình diễn nghi lễ truyền thống và thi ẩm thực. Các đơn vị đã mang đến liên hoan nhiều tiết mục rất đặc sắc, mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc ở địa phương. Nhiều tiết mục đã thể hiện lại những hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc, cộng đồng dân cư địa phương một cách nguyên bản. Hôm nay bọn em đem cái phục dụng của nhà Rông đến đây để cho mọi người biết được cái văn hóa
để cho mọi người biết được cái nhà rồng của người Gia Rai nó được tạo nên như thế nào. Nhà rồng là để cho dân làng được ấm no, mùa thuận gió hòa, cầu cho sức khỏe dồi dào. Những nghệ nhân, nghệ sĩ đến với hội thi không chỉ để được trình diễn giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc mình, mà còn để được học hỏi, giao lưu với cộng đồng các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi muốn tiếp tục quảng bá đến với hội thi cũng như toàn thể quần chúng nhân dân sẽ đến với dân ca quan họ Bắc Ninh và biết đến dân quan họ Bắc Ninh nhiều hơn, để chúng tôi thực hiện cái sứ mệnh là quảng bá và giữ gìn, bảo tồn và phát triển cái nền dân ca quan họ Bắc Ninh của tỉnh chúng tôi được rộng rãi hơn. Các phần trình diễn của mỗi đơn vị đều có những nét đặc sắc riêng biệt, không thể nhầm lẫn nhưng lại hòa hợp trong bức tranh đa sắc tổng thể của văn hóa các dân tộc. Mỗi bản sắc văn hóa là một sắc màu đặc sắc, làm nên một đại cảnh nhiều chiều kích cả không gian và thời gian. Phải nói các đoàn, các nghệ thuật đã đi sưu tầm cũng như phục dựng lại những cái nghi lễ, nghi thức truyền thống cũng như là phục dựng những các trang phục đặc sắc của các đồng bào, của các dân tộc trên toàn quốc cũng các tỉnh và giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực cho tất cả các du khách cũng như các đoàn nghệ nhân tham gia trong với cái đợt thi liên hoan lần này. Với các tiết mục trình diễn xuất sắc, các nghệ nhân, diễn viên đã mang đến dấu ấn đậm nét văn hóa các dân tộc địa phương. Thông qua lời ca, điệu múa, nhạc cụ, trang phục và trình diễn ẩm thực truyền thống, Hội thi Diễn xướng Dân gian Văn hóa các dân tộc năm 2024 đang thực hiện sứ mệnh tôn vinh, gìn giữ những giá trị văn hóa đa dạng của các dân tộc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết ngày 2 tháng 8 vừa qua, cơ quan này đã khởi tố hai đối tượng Lương Thị Mái sinh năm 1985 và Lương Văn Sõn sinh năm 1964 cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội mua bán người. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xác định vào năm 2019, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một người phụ nữ cùng xã, hai đối tượng Lương Thị Mái sinh năm 1985 và Lương Văn Sõn sinh năm 1964 cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn đã lừa bán người phụ nữ này ra nước ngoài với lời hứa sang đó lấy chồng, đi khoảng một năm sẽ có người đưa về để nhận 80 triệu đồng. Số tiền trên Mái nhận được 15 triệu đồng, Sõn nhận 35 triệu đồng và chỉ đưa cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đã giải cứu thành công người phụ nữ bị Mái và Sõn bán và đưa về nhà đoàn tụ với gia đình. Cuối tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Kỳ Sơn đồng chủ trì phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng trên về hành vi mua bán người. Thưa quý vị, với một lực lượng hùng hậu, những năm qua doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đã có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của Quảng Nam. Thời gian gần đây, khi triển khai nguồn vốn khuyến công, loại hình doanh nghiệp này có thêm nguồn lực để nâng cao năng suất, giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm. Từ một cơ sở sản xuất thủ công cũ kỹ với hệ thống công nghệ cho sản lượng chỉ đủ tiêu thụ tại địa phương, năm 2019 với sự trợ lực của nguồn vốn khuyến công, cơ sở sản xuất Quế Thu đã đầu tư 3 máy đóng gói, sản lượng ngay sau đó đã tăng lên gấp nhiều lần. Cùng với giúp cho cơ sở tiết kiệm chi phí, thời gian, giá thành sản phẩm theo đó cũng tốt hơn. Sản lượng tăng lên gấp nhiều lần và bắt đầu vươn tới những đơn hàng lớn. 3 năm sau đó, năm 2022, doanh nghiệp tiếp tục nhận được sự đầu tư từ nguồn vốn khuyến công để đầu tư thêm 3 lò nướng bánh. Sự đầu tư này đã giúp cơ sở đủ điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển thành doanh nghiệp tư nhân, đưa sản phẩm vươn ra ngoài tỉnh, đến với các hệ thống bán hàng lớn toàn quốc. Thì cái công nghệ này cũng giúp cho chúng tôi tiết kiệm được chi phí, thời gian và giá thành sản phẩm tốt hơn để có thể là với là ra sản lượng nhiều hơn để có thể đáp ứng được những khách hàng lớn. Và năm 2022 thì nhận được sự hỗ trợ của khuyến công là tôi đã đầu tư 3 lò nướng bánh với kinh phí là 630 triệu đồng và tôi đã nhận được hỗ trợ của nhà nước là 300 triệu. Và cái công nghệ nướng này thì nó sẽ cho ra chất lượng sản phẩm tốt hơn, đồng đều màu bánh và ổn định về sản lượng, thì có thể tự tin mà mình ký kết được với các những cái nhà mua lớn như Bixi hay những hệ thống sân bay. Và chúng tôi cũng đang sản xuất cũng có khả năng là đáp ứng được với những cái đơn hàng lớn xuất khẩu.
từ một xưởng sản xuất bánh dừa quy mô nhỏ ở địa phương phát triển thành doanh nghiệp và mở rộng sản xuất. Sự trợ lực kịp thời của nguồn vốn khuyến công đã giúp doanh nghiệp vươn xa hướng tới thị trường xuất khẩu. Thời gian qua, ngoài doanh nghiệp Quý Thu, nhiều cơ sở sản xuất doanh nghiệp nhỏ ở Quế Sơn đã được kết nối tiếp cận nguồn vốn khuyến công, có điều kiện đầu tư máy móc, thiết bị, cải tiến chất lượng và năng suất, phát triển sản xuất, mang lại giá trị sản xuất cho địa phương. Với chức năng nhiệm vụ của phòng kinh tế hạ tầng huyện Quế Sơn thì là cơ quan tham mưu giúp việc của ủy ban dân huyện, thì cũng có đã tiếp cận với là doanh nghiệp. Đối với cơ sở Quý Thu là cơ sở có quy mô là lớn, ngày còn phát triển. Cho nên về phía phòng thì cũng đã trao đổi với doanh nghiệp cũng như là công ty Quý Thu là tư vấn, là hỗ trợ cho doanh nghiệp là bộ các khu công nghiệp và cụm công nghiệp và khu tiểu thủ công nghiệp. Cùng với hỗ trợ thiết bị, chương trình khuyến công kết hợp với xúc tiến thương mại còn hỗ trợ kết nối xúc tiến thương mại với các thị trường trong nước, trong khu vực. Mặc dù các hợp tác xuất khẩu mới xúc tiến từ cuối năm ngoái, song đã mở ra cơ hội tiếp cận và ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm lâu dài. Sự hỗ trợ của chương trình khuyến công còn cung cấp thông tin, hỗ trợ một phần nguồn vốn, đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất. Chương trình khuyến công được Sở Công Thương Quảng Nam linh hoạt hỗ trợ cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói. Nhiều sản phẩm địa phương nhờ sự hỗ trợ kịp thời này đã khai thác thế mạnh nguyên liệu tại chỗ, sáng tạo những sản phẩm đặc trưng, không ngừng vươn ra những thị trường lớn. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, thị trường ô tô điện châu Âu đang chứng kiến sự sụt giảm nhu cầu, đặc biệt là đối với các nhà sản xuất đại trà. Nguyên nhân chính được cho là do chiến lược sai lầm khi tập trung vào dòng xe SUV điện cỡ lớn, đắt tiền, thay vì những chiếc xe điện nhỏ gọn, giá rẻ. Trong khi các thương hiệu cao cấp như BMW, Audi và Mercedes-Benz ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số xe điện, tỷ lệ xe điện và xe lai điện đăng ký mới đang giảm dần. Một khảo sát người tiêu dùng gần đây cho thấy, ở phân khúc bình dân, hơn một nửa số người được hỏi nói rằng họ chỉ mua xe điện có giá dưới 30.000 euro. Các nhà sản xuất châu Âu hiện chưa có các mẫu xe điện đáp ứng nhu cầu này. Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã đệ đơn kiện dân sự chung đối với TikTok. Bộ trên cho rằng ứng dụng chia sẻ video ngắn đang cực kỳ phổ biến, đã thu thập dữ liệu cá nhân của hàng triệu trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh. Trong đơn kiện, bên nguyên đơn cáo buộc TikTok đã vi phạm nghiêm trọng đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trực tuyến khi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, ngay cả khi tài khoản được tạo ở chế độ trẻ em. Cùng với đó, TikTok đã không tuân thủ các yêu cầu của phụ huynh khi muốn xóa bỏ tài khoản và dữ liệu của con em mình. Đại diện TikTok đã phủ nhận cáo buộc, đồng thời khẳng định công ty đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, đặc biệt là trẻ em. TikTok cho biết sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của mình và của người dùng. Theo các quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ, vụ kiện khiến TikTok phải thực hiện các bước để tuân thủ đạo luật trên. Một nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đã phát triển một mô đun tấm pin mặt trời mới, có thể chuyển đổi thành nhiều hình dạng khác nhau để phù hợp sử dụng trong các môi trường đô thị khác nhau. Hiện nay, để lắp đặt các tấm pin mặt trời phải chọn những không gian mở biệt lập, không có khả năng bị che bóng để đảm bảo hiệu suất và giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn. Để giải quyết hạn chế này, một nhóm nghiên cứu tại Hàn Quốc đã phát triển một công nghệ mới, cho phép tạo ra các mô đun tấm pin mặt trời thành nhiều cấu hình khác nhau, có thể lắp đặt ở bất cứ nơi nào, kể cả những khu vực bị bóng râm che phủ. Chìa khóa của công nghệ này là đảo ngược phương pháp sản xuất tấm pin mặt trời đã có từ 40 năm nay. Nhóm nghiên cứu cũng đã nỗ lực tăng sản lượng năng lượng lên 60% bằng cách gắn hợp kim ghi nhớ hình dạng vào các tấm pin mặt trời. Có ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 17 người khác mất tích do lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai hỗ trợ khắc phục hậu quả. Thông báo cho biết lũ quét và lở đất đã xảy ra tại thành phố Khang Định, làm đổ một cây cầu nối giữa hai đường hầm trên một tuyến cao tốc, khiến 3 phương tiện chở 6 người bị rơi khỏi cầu. Đến nay, lực lượng cứu hộ chỉ mới cứu được một người, trong khi 5 người khác vẫn mất tích.
lũ quét và lở đất làm sập đổ nhiều ngôi nhà tại một thôn khiến 2 người thiệt mạng và 12 người mất tích. Người dân đã được thông báo sơ tán chỉ 10 phút trước khi xảy ra lũ quét và hơn 900 người đã tới nơi an toàn. Hiện nhà chức trách đã điều gần 300 lính cứu hỏa và hàng trăm công nhân xây dựng tham gia cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn trong đêm và lở đất làm gián đoạn tuyến quốc lộ. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là tình hình dự báo thời tiết hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 80%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 80%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 59 đến 75%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 56 đến 78%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 61 đến 95%, gió nhẹ. Thưa quý vị, chương trình Thông tin Ngày Mới đến đây đã kết thúc. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.